Hello anh em, mình là Bộ đến từ Audio Tinh Tế. Năm 2019 vừa qua đánh dấu sự trở lại của một trong thú vui chơi âm thanh rất là cổ điển, đó là đĩa vinyl. Không chỉ các audiophile có kinh nghiệm lâu năm mà thậm chí là các tầng lớp mới chơi, người chơi trẻ như mình cũng đã bắt đầu chú ý đến đĩa vinyl nhiều hơn. Thì nhân đây mình xin được giới thiệu với anh em một sản phẩm đến từ Audio Technica, một chiếc băng màng quay rất là entry level phù hợp cho mọi người. Audio Technica ATLP60X USB. Ok, vậy thì sau khi mình hoàn thành việc unbox thì mình sẽ có một mâm quay ATLP60X USB cùng với phụ kiện đi kèm, một dây RCA, một dây USB và cuối cùng là bộ nguồn. Bàn quay entry level của Audio Technica ATLP60X USB được truyền động bằng dây Cura với hai tốc độ là 33 và 45 RPM. Anh em sẽ có thêm một platter được đúc bằng nhôm cộng với cần âm và headshell được thiết kế riêng để giảm bớt rung lắc của môi trường lên bàn quay, khiến anh em có những trải nghiệm nghe vinyl không tốt. Thêm vào đó thì cartridge là cartridge MM với đầu kim stylus có thể thay thế được để anh em tùy biến. Thêm vào đó thì Audio Technica cũng trang bị cho bàn quay của mình một con phono preamp, nên anh em có thể bỏ qua bước này khi mà xuất ra loa hoặc là vẫn giữ phono preamp ngoài nếu như anh em thích, vì tính năng này có thể kích hoạt và tắt thì được. Rồi, hello mọi người, đây mình là Audio Albuccino đây. Thì mượn của bữa một chút xíu nha, mình sẽ nói thêm một chút về cái mâm ATLP60X USB này. Thực sự đây là một giải pháp mình nghĩ rất rất tiện lợi cho những bạn nào mới chơi vinyl luôn. Nó có cho bạn điều chỉnh tốc độ là bình thường rồi ha. Start and stop nó đều có ở trên trực tiếp ở mặt trước như thế này. Và điều quan trọng nhất, mình thích nhất ở con này đó là gì? Cái nút hạ cần và gạt cần á, nó đều có sẵn luôn. Các bạn không cần phải gạt cần lên bằng tay hoặc hạ cần xuống bằng thủ công. Nó một điều các bạn đảm bảo là cho các bạn không bị lỡ sợ trường hợp, ví dụ như gãy kim. Thật sự cái này gãy kim là gãy kim đau lắm đó, thay kim đóng tiền đó. Thứ hai nữa là con này nó sẽ sẵn cho các bạn về góc, về vị trí kim, về góc độ rồi, nên các bạn chỉ cần hạ xuống và chơi thôi, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Một chút xíu nữa là mặt ở dưới này nè, các bạn sẽ thấy cái chân của nó cũng khá là đặc biệt, bởi vì chung nó chân nó giống như là một cái chân cao su có chống rung thụ động á, nên để ở mặt bằng phẳng là được rồi, các bạn không cần phải xử lý gì thêm nhiều. Đây là một điểm rất hợp lý luôn, có 4.6 triệu à. Rồi một điểm đặc biệt khác của LB60X mà mới nãy Bửu đã có nói rồi đó, đó là cái việc con này nó có phono preamp tích hợp bên trong luôn. Các bạn có thấy này, ở trên này nó sẽ có một cái switch, nó là giữ phono và line. Line đó là gì? Nếu bạn gạt qua, nó là line level 2V, tức là bạn xuất từ preamp ra, các bạn xuất thẳng vô ampli cũng được, xuất thẳng vô loa active cũng được. Đó, xuất thẳng nó được ha. Còn không á, các bạn gạt qua phono thì nó sẽ trở về như một con turntable bình thường. Các bạn xuất ra cho phono preamp. Nhưng mà có nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao trong bộ nó chỉ cho mình một cái dây 3.5 RCA này thôi, nhưng mà tại sao lại xuất ra được phono hay vậy, cái dây mát đâu? Thì cái con này á, cái điều quan trọng của nó sử dụng một cái nguồn DC 12V 2A, tức là 24W á, nguồn DC nguồn một chiều, nên nó sẽ không cần phải xả mát ra sang một thiết bị khác, mà thay vào đó nó sử dụng mát trực tiếp trên cái preamp, phono preamp. Đó là một điều các bạn nên lưu ý xíu nha. Rồi, cái cổng USB-C này nè, có nhiều bạn sẽ hỏi, nhìn thấy nó giống như một con đắc đúng không? Nhưng mà nó không phải đâu. Như Bửu nói đó, nó là ADC, Analog to Digital Converter. Tức các bạn có thể đặt đĩa lên này và các bạn hạ cần xuống vì sử dụng phần mềm để ghi dữ liệu trên đĩa đó thành dữ liệu nhạc số, rồi sao chép hay là mang đi đâu nghe cũng được. Thì bài này mình sẽ có viết một bài cụ thể hơn về cái phần USB của con này nha, các bạn nhớ theo dõi. Rồi, chắc phần của mình xong rồi đó, trả lại cho Bửu nè. Rồi, nếu anh em có quan tâm đến mâm quay entry level này có Audio Technica thì có thể để lại comment ở phía dưới, bọn mình sẽ làm những video tiếp theo để hết rõ ràng hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi bữa unboxing hôm nay của mình sản phẩm ATLP60X USB của Audio Technica. Nếu anh em thấy thích á, thì hãy để lại vào một like và một subscribe cho Audio Tinh Tế, và hẹn gặp lại anh em trong các bữa unboxing lần sau.